Và hôm nay trở về lại đây rất là hoan hỷ, rất là vui. Bởi vì nơi này là một trong những nơi mà Pháp Hòa đến đến tiểu bang Tennessee này. Và đây là ngôi chùa đầu tiên Pháp Hòa đến thăm. Hôm nay mình đến nhân cái dịp lễ Phật Đản. Khi nói đến Phật Đản thì người Phật tử cần phải hiểu được đó là một cái mùa lễ lớn. Đối với người Phật tử, chúng ta nên ghi nhớ hai ngày quan trọng nhất. Nếu mà tệ lắm cũng phải hai ngày, còn nếu đầy đủ thì 4 ngày, tức là ngày đản sinh của Đức Phật, ngày Đức Phật đi xuất gia, Thái tử đi xuất gia, ngày thành đạo và ngày Niết Bàn. Đó là cuộc đời của Ngài. Cuộc đời của Đức Phật có 4 giai đoạn, 4 cái quan trọng nhất, đó là đản sinh, xuất gia, thành đạo và Niết Bàn, tức là qua đời. Nhưng mà nếu quý vị có quên 2 ngày xuất gia và ngày Niết Bàn thì ít nhất quý vị cũng nhớ 2 ngày quan trọng, đó là ngày Đức Phật đản sinh và ngày Đức Phật thành đạo. Đức Phật đản sinh vào trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch. Đại chúng nhớ cái năm 624 trước Tây lịch. Và cái tháng đó ở bên Ấn Độ gọi là tháng Vesak. Tức là cái giống như ở đây Mỹ người ta không kêu tháng 1, tháng 2 mà người ta có đặt tên là January, February, March, April. Thì ở bên Ấn Độ thời điểm này là Vesak, tháng Vesak. Và cái tháng này mình kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Còn bên truyền thống của Nam truyền thì là người ta kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật Niết Bàn chung một lễ luôn, gọi là tam hợp. 3 cái lễ này hợp lại làm chung. Thì Đức Phật sinh năm 624. Và quý vị có nhớ Đức Phật thọ được bao nhiêu tuổi không? 80 tuổi. Thì bây giờ mình lấy 624 đó, mình trừ đi 80 thì ra con số là 544. Đó là năm Đức Phật mất. Rồi kể từ khi Đức Phật mất cho đến bây giờ, chúng ta bắt đầu gọi là Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Cho đến bây giờ quý vị lấy 544 cộng với lại 2024 thì ra con số Phật đản là 2548. Nếu mình lấy con số 624 năm của Đức Phật mất cộng chung với bây giờ thì Phật đản là 2648. Như vậy thì chúng ta có 2 loại lịch, Phật lịch và Phật đản. Thì quý vị nhớ con số đó rồi cộng trừ với con số mà chúng ta đang sống đây thì ra những cái năm. Chứ khi nói kính mừng Phật đản thì phải nói 2600 mấy đó. Còn kính mừng Phật đản muốn dùng chữ Phật, cái số Phật lịch thì phải thêm 2 chữ Phật lịch để chúng ta không nhầm lẫn. Cái mùa Phật đản này đối với người Phật tử rất quan trọng. Cũng giống như mình ở nước Mỹ, mình cũng hội nhập được với cái văn hóa của người phương Tây, đó là chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Chúng ta mừng lễ Giáng sinh, hội nhập, nhưng mà riêng chúng ta cũng phải có cái mừng cái ngày lễ Đức Phật ra đời. Mặc dù Đức Phật không hề quy định điều đó, nhưng mà làm sao chúng ta nhắc để làm gì? Để chúng ta biết ôn lại cái bổn phận của một người Phật tử, không phải chỉ trang hoàng trần thiết cái ngày đó, rất cần mình trang trí một bàn Phật cho trang nghiêm. Ngày này quét dọn bàn Phật, đó là mình làm một cái hình thức bên ngoài để biểu tượng tấm lòng của mình đối với Đức Phật. Cho nên ngày này, trong tuần lễ này, từ đây trong vòng 2 tuần, ngày hôm bữa mùng 1 là mình bắt đầu khai mạc cái mùa Phật đản. Thì cho là 1 tháng hoặc 2 tuần lễ Phật đản, thì cái việc chúng ta cần làm đó là gì? Chúng ta hãy nên quét dọn bàn thờ cho sạch sẽ, chưng hoa trái tươi lên cúng dường, rồi lên trên mạng in ra 12 lễ cuộc đời của Đức Phật. Ngày mùng 8 hoặc ngày rằm, chúng ta chọn cho mình một cái khoảng thời gian nào tiện nhất, chúng ta thắp hương cúng Phật và sau đó đọc 12 cái lễ của Đức Phật. Chúng ta lễ 12 lạy cuộc đời của Ngài. Còn nếu không nữa,
không có đủ thời gian nữa thì ít nhất cũng phải niệm danh hiệu Ngài, đảnh lễ Ngài 3 lần để bày tỏ lòng biết ơn của mình với sự thị hiện của Đức Phật. Khi mà chúng ta đời sống hàng ngày, xin thưa đại chúng, mỗi lần khổ chúng ta đều đến xin, không phải là Ngài cho cái đó, nhưng mà tại sao khi chúng ta có việc chúng ta đến với Ngài, nhưng mà khi đến cái ngày lễ đó chúng ta quên cái sự bày tỏ lòng biết ơn. Và xin nhắc rằng chúng ta, Đức Phật hoàn toàn không có đặt điều gì, điều kiện gì với mình hết. Nhưng ở đời, con người quý nhất trên đời này đó là biết ơn và đền ơn. Chúng ta nhận cái ơn của ai bằng bất cứ hình thức nào, giúp trên phương diện vật chất hay tinh thần, chúng ta cũng phải cần bày tỏ lòng biết ơn đó. Đối với tha nhân, người đời, người ta giúp mình một cái cơn hoạn nạn, mình còn nhớ ơn, huống chi Đức Phật đã cho mình một giáo pháp để chúng ta nương vào đó chúng ta sống. Cho nên ngày này điều đầu tiên là chúng ta quét dọn bàn thờ, bày một cái tấm lòng của mình lên Đức Phật bằng một cái lễ nghi cúng dường. Mình đảnh lễ cúng dường Ngài, dọn sạch bàn thờ xong đảnh lễ cũng được, hay là một ly nước lạnh cũng được, miễn làm sao mình có một chút gì đó để bày tỏ lòng biết ơn. Tụng một bài sám, sám khánh đản, đến mùa thành đạo thì sám thành đạo, đơn giản thôi. Chúng ta đảnh lễ 3 lạy hoặc 12 lạy cuộc đời của Ngài, và sau đó chúng ta đọc một bài sám, đọc một bài sám để kỷ niệm cái ngày đó. Và đó là đối với Đức Phật. Còn đối với tự thân mình, chúng ta phát nguyện ăn chay từ 1 ngày cho đến nhiều ngày tùy theo khả năng, và chúng ta tập làm những điều phước thiện như bố thí cúng dường, hay là đến chùa góp sức để giúp cho cái buổi đại lễ được tốt đẹp. Điều quan trọng thứ 3 đó là chúng ta phải nghe pháp. Mùa Phật đản này chúng ta phải tự đi tìm cho mình một bài giảng về lễ Phật đản, ý nghĩa lễ Phật đản. Ví dụ quý vị muốn biết tại sao chúng ta có lễ tắm Phật, và tại sao chúng ta có lễ tắm Phật và ý nghĩa lễ tắm Phật là gì, đó là bài giảng thứ nhất. Bài giảng thứ hai chúng ta có thể tìm nghe là tại sao Đức Phật đi 7 bước, không đi 8 bước, 9 bước, 10 bước, mà chỉ đi có 7 bước. Vậy con số 7 trong 7 bước đó tượng trưng cho cái gì? Bài giảng thứ 3 chúng ta có thể tìm nghe, đó là mục đích của Đức Phật có mặt trong cuộc đời này để làm gì? Có rất nhiều những bài giảng như vậy chúng ta có thể tìm đến. Rồi bài giảng thứ 4 chúng ta có thể tìm nghe, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, và Đức Phật nói câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, câu đó nghĩa là gì? Đó là cái điều quan trọng mà người Phật tử cần phải tìm hiểu. Nếu chúng ta chỉ đến dự cái đại lễ Phật đản mà năm nào cũng thấy bưng cái tượng sơ sinh ra, và thậm chí cái tượng đó mình cũng biết tượng gì nữa, chỉ biết kêu ông Phật vậy thôi, mà tượng đó là tượng gì chúng ta không biết, đó là một sự thiếu sót. Tại sao? Vì chúng ta không biết thì chúng ta ú ớ, phải không? Mù mờ. Và chính cái chỗ đó chúng ta dễ lệch lạc con đường tu tập của mình, và chúng ta không nắm được cái của mình thì chúng ta rất dễ bị chi phối. Nói Đức Phật ra đời thì những cái câu nói đó, những cái lời nói đó, những ý nghĩa đó, thậm chí trong sách nói Đức Phật sinh ra có 2 dòng nước xối tắm cho Ngài, một dòng nước lạnh, một dòng nước nóng, tượng trưng cho cái gì? Như vậy thì trong cái mùa lễ Phật đản này có rất nhiều vấn đề chúng ta cần nên tìm nghe, mà ngày nay không thiếu ở trên Internet. Cái quan trọng là chúng ta có chịu tìm nghe hay không. Đến mùa lễ thành đạo, chúng ta lại đi nghe những bài giảng về lễ thành đạo. Ví dụ như cái cây Đức Phật ngồi đó gọi là cây Bồ Đề, vậy thì chữ Bồ Đề là gì? Và sự thành Phật của Đức Phật là thành cái gì mà để gọi là thành Phật? Mà Đức Phật đã thấy cái gì, nhận ra được cái gì gọi là giác ngộ? Mà giác ngộ là giác cái gì? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái gì ngộ, ngộ giác đó.
Đó, Đức Phật là giác ngộ. Vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi, nếu gọi là một Đức Phật, giác ngộ là gì? Thậm chí tìm hiểu chữ Phật là gì. Tới giờ này mới đi tìm hiểu chữ Phật là gì là muộn rồi đó. 6-70 năm, 4-50 năm làm một Phật tử mà chưa hề biết chữ Phật là gì, đó là một thiếu sót. Cho nên trong cái mùa lễ này, Pháp Hòa có đề nghị ba việc. Thứ nhất, đối với Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn. Thứ hai, đối với tự thân có tu tập. Đó là cái pháp cúng dường. Hồi nãy mình cúng dường ở ngoài chỉ là vật chất thôi, một chung nước, một đĩa trái cây, một bình hoa, một chén chè, một đĩa xôi, đó là một cái phương tiện bên ngoài thôi. Nhưng mà có một cái pháp cúng dường cao thượng nữa, đó là sự tu tập của chúng ta. Mà cái pháp cúng dường này rất cần trong Phật giáo. Thí dụ trong cuộc sống hàng ngày, mình đối với nhau đó, mình nấu cơm cho chồng ăn, nấu cơm cho con ăn, vân vân. Hay là thậm chí mình đi làm đem tiền về cho vợ, mua quần áo cho vợ, sắm đủ thứ cho vợ. Nhưng cái đó chỉ là vật chất thôi. Có thể người vợ, người con, người chồng không có cần những thứ đó đến mức độ. Cái quan trọng chúng ta cần cho người thân của mình, đó là sự có mặt của mình, sự đối đãi của mình, sự hàng ngày chúng ta nói chuyện với nhau như thế nào, chúng ta ứng xử với nhau thế nào. Cái đó nó quan trọng hơn là của cải vật chất. Mặc dù vật chất vẫn cần, nhưng trong cuộc sống đôi khi thà người ta ăn cực mặc thiếu mà người ta có hạnh phúc bởi người thân đã đối xử với họ hết lòng tốt đẹp. Có nhiều khi ở nhà cao cửa rộng, quần áo tiền của, nhưng không có hạnh phúc. Nói chuyện với nhau thì hai câu là đã gây, chứ chưa tới câu thứ ba nữa. Và thậm chí muốn nói chuyện với nhau phải nhìn mặt, nhìn cái nhìn mặt để coi người đó vui buồn mà mới dám nói, chứ cô không dám tự do thoải mái bày tỏ cái nỗi niềm của mình nữa. Như vậy, sống như vậy là một khổ đau. Cho nên không phải chúng ta chỉ cho nhau những cái hình thức, mà hãy cho nhau cái thật sự. Tại sống là phải sống với nhau, phải có hạnh phúc. Nhưng mà nếu không có hạnh phúc thì chúng ta sống cho qua ngày, qua tháng, và thậm chí sống lây lất, sống mà lúc nào cũng nói thôi, sống qua ngày chờ qua đời. Chứ không có phải là thương, không có phải thích thú về cuộc sống và cảm nhận được rằng mình ở trong một môi trường hạnh phúc. Giống như giờ này chúng ta ngồi đây, chúng ta rất thoải mái là chúng ta được ở trong một cái lều này. Nó mát mẻ so với một cái ánh nắng. Chỉ cần ngồi đây vài tiếng đồng hồ, nhưng ở trong một cái không gian mà mát mẻ chúng ta vẫn thích hơn, phải không? Thì huống chi chúng ta sống với nhau ngày này qua ngày nọ mà ở trong một không gian nóng bức, khó chịu cả đời như vậy, làm sao chịu nổi? Chỉ có vài tiếng đồng hồ mà chúng ta vẫn tìm một cái chỗ mát. Thậm chí bước ra đường một cái là lấy cái nón che vì sợ nám mặt, đen da, hay là sợ khó chịu, sợ bệnh hoạn. Thì huống chi chúng ta sống trong một môi trường mang một đôi giày chật một chút là đã khó chịu. Vậy mà chúng ta ở một cái chỗ chật vật về tâm thức thì chúng ta làm sao chịu nổi? Mà trời nóng chúng ta chịu không được thì ở trong một cái môi trường nóng bức của giận hờn, của tức tối, làm sao chúng ta sống được? Vì vậy cho nên ở đời có ba hạng người cầu đạo. Có những người ở trong đời, thấy không? Ở sống trong đời này mà không muốn, không có học đạo. Vẫn sống trong đời mà không có học đạo thì cuộc đời người này sống làm sao? Cũng giống như chúng ta sống ở trong cõi đời này mà không đi học, không học cách sống, không có học cách ứng xử, không học cách ăn nói, thậm chí tri thức cũng không học. Tri thức vô trường cũng không học, mà cái cách sống ứng xử với nhau cũng không học. Thì quý vị tưởng tượng người này sống trên đời sao, và mình sống với họ sẽ như thế nào? Vậy trên đời này có dạng người như vậy không? Có không? Có những người sống trong đời mà không học gì hết không? Từ cái học thức trong trường cho đến những cái học cách ứng xử, học cách làm người cũng không có. Thì thôi, mình sống với vị này mình rất khó khăn. Tại vì sao cũng bị họ chứ. Tại vì họ không hiểu biết, họ không cảm thông. Có học mới có hiểu, có hiểu mới có thông. Và có hiểu có thông cho nên ta kêu là thông cảm.
thông suốt rồi thì mình cảm nhận được cái feelings, cái cảm giác của người khác để mình đừng làm. Thành thử ra trong cuộc đời này á, nó rất cần những người sống biết thông cảm. Còn sống mà không có thông cảm thì mình sẽ bị giận hờn mỗi ngày. Tại sao? Tại vì nhúc nhích là đã có lỗi rồi. Đó là chưa nói cố tình, còn sơ ý thì thôi hằng hà. Nhiều khi mình sơ ý, mình mời mọi người ăn cái mình quên mời người kia là cũng dễ bị giận rồi. Nhưng mà cái người thông cảm thì người ta nghĩ sao? Ồ, người ta quên thôi. Hoặc là nhiều khi thân thiết quá người ta không để ý. Có một cái suy nghĩ cho nó thông suốt để rồi mình không, mình giải tỏa đi được cái hờn giận của mình. Cho nên trong trong thế gian này có một hạng người sống ở đời mà không muốn học. Không muốn học mà hai loại học, học pháp ở thế gian và học cái đạo. Và chữ đạo này không phải là đạo Phật mà là gì? Đạo lý sống. Nhiều khi mình rất giỏi giáo lý nhưng mà cách sống về đạo lý của mình nó không có, cái này nó vẫn thiếu. Vì chính đạo Phật đã cung ứng cho mình một cái đạo lý để sống chứ đâu phải là một nguồn giáo lý để đi khoe. Ví dụ như quý vị học, Đức Phật dạy có 7 thứ tài sản con người cần có. Trong đó có một cái bài, có một cái tài sản con người cần có, đó là lòng hổ thẹn. Biết hổ thẹn, làm cái gì sai biết hổ với mình, biết thẹn với người, tự tàm quý tha. Sống mà không hổ thẹn gì hết, mà không biết cái mình đã làm những điều gì không đúng, hoặc là mình chưa đến mức, mình chưa được đạt cái đó mà người ta ca tụng mình quá, mình cũng sanh tâm hổ thẹn. Và có tấm lòng hổ thẹn là sẽ có sự khiêm cung. Cho nên cái này mà có thì cái kia nó có. Mà ngược lại người không hổ thẹn thì gì? Vênh và vênh vang tự đắc. Thật ra cái pháp phất, cái pháp bất thiện mà nó có thì pháp bất thiện thứ hai nó có mặt. Còn người mà có lòng hổ thẹn thì có hai thứ tài sản quý. Rồi người mà biết lắng nghe, không bao giờ ngăn cản người khác khi họ nói, biết lắng nghe, biết chịu khó ngồi nghe. Nghe để làm gì? Nghe để mở lòng, nghe để thấu đáo, nghe để cảm thông, và nghe để giúp đỡ. Giúp ai? Giúp cái người nói. Tại người ta rất cần nói. Ta nói cho mình nghe mà mình không nghe. Cho nên người nào có được cái khả năng ngồi nghe người khác nói mà không phản ứng, không ngăn cản mà nghe hết lòng, đó là một tài sản thứ ba. Đó là có biết lắng nghe. Phật và ví dụ một vài cái vậy thôi. Vậy thì người sống trong đời mà có học cái đạo lý, người này mình sống dễ gần hơn. Vì thưa và xin thưa, đạo mà chúng ta nói đây không phải là một tôn giáo, mà chúng ta sống mà có đạo lý, biết cách sống. Cho nên người hạng người thứ nhất là sống trong đời mà không muốn học. Người thứ hai là người muốn học. Thì muốn học thì phải đi đâu? Người muốn học chữ thì phải vô trường. Muốn biết lái xe, vô trường lái xe. Muốn biết đọc sách thì phải vô trường học. Muốn học nghề, ở đây thiếu đất, không thiếu một cái trường ngành nghề nào. Muốn làm bánh, vô trường làm bánh. Muốn cắm hoa, vô trường cắm hoa. Thì chúng ta muốn học đạo lý, chúng ta vào chùa. Chùa cho mình một cái đạo lý. Tại sao? Chùa nhiều bệnh nhân lắm. Chùa giống như là cái bệnh viện vậy đó. Và ngồi đây là mỗi người mỗi kiểu nè, phải không? Mỗi người mỗi cách sống. Mình vô đây mình được tôi luyện, mình được học hỏi rất nhiều. Có những người dễ chịu, có những người khó tính, có những người hay hờn mát, có những người tự ái, có những người nóng nảy. Mình vô đây mình học được cái đạo lý, và mình học cách ứng xử. Thậm chí mình làm công quả thôi nha, nấu ăn cho đại chúng thôi. Nhưng mà nếu không có tu á, nếu không có tu tập á, ở trong đó không chừng tạo nghiệp nhiều hơn tạo phước. Tại vì sao? Chúng ta quên chúng ta đến đây để làm gì. Chúng ta đến đây hỏi làm gì đây? Dạ công quả. Mà công quả là phụng sự, chứ không phải vô đây để làm cha, làm mẹ, làm boss. Một chữ đó thôi, thông được cái chỗ đó thôi thì chúng ta làm công quả cuộc sẽ có kết quả. Bỏ công ra mà có kết quả. Công đây nó hai loại công. Thứ nhất là công sức, đó, nấu ăn, quét dọn, sắt gọt, quá trời việc luôn. Đó là công sức. Nhưng thể hiện được cái tâm tu mình, đó là công gì? Công đức. Cái công đức là thể hiện cái cách sống.
còn bỏ ra cái công sức của mình để làm thôi, thì này chỉ có công đó, ta nhận, ghi nhận người đó làm rất tích cực, đó là công sức. Nhưng mà rất dễ thương nha, làm mà ai tới khen chê không có phiền, biết ứng xử. Người ta tới người ta thế này thế kia mà người đó có cách ứng xử mà không phản ứng một cách nhanh nhậu nóng nảy. Tại cái người kia nếu biết đạo lý sống cũng đâu có làm khó mình. Cho nên ở đời chúng ta học hỏi đó, chúng ta cần phải có một dạng người muốn sống là phải học. Có phải mình dạy con mình á, gặp người lớn khoanh tay chào, nói cái gì phải dạ. Mấy đứa nhỏ nó lên chùa nói chuyện với Pháp Hòa mà hỏi gì cái trả lời khơi khơi, Pháp Hòa hay dạy lắm. Nhiều lúc tự mình dạ nó trước, nó nói xong cái dạ cho nó nhớ trực lại. Có một em nè, cách đây mấy ngày nay lẻo đẻo theo quý thầy, cứ quên dạ hoài, và Pháp Hòa cứ nhắc suốt, mà nó đi với mấy ngày thôi. Vậy mà bắt đầu Pháp Hòa nói chuyện với nó biết chữ dạ trước. Thành ra mình mới rõ ràng, mình mới biết là nếu chúng ta muốn dạy và người muốn học, hai cái nó hợp tác với nhau nhanh lắm. Thử thời mình muốn dạy mà người kia không muốn học thì sao? Trớt quớt. Rồi người kia muốn học mà mình không muốn dạy cũng trớt quớt. Cho nên nó phải tương đồng, phải không? Cho nên Phật thì luôn luôn nhỏ lòng cho chúng sanh, cho nên làm tượng Phật nhìn xuống. Nhưng mà chúng sanh có chịu nhìn lên Phật không? Để eyes contact, mắt với mắt tương cảm với nhau. Cho nên người kia nhìn mình có nhìn lại họ không? Cho nên khi người ta làm tượng Phật, những tượng Phật có ánh mắt nhìn xuống, nhìn xuống để rồi chúng ta nhìn lên. Người trên phải nhỏ lòng cho người dưới, và người dưới phải biết hướng vọng người trên để học. Đó là cái tương duyên với nhau, tương đồng với nhau. Cho nên thầy thương mình, thầy dạy mình, nhưng mình làm học trò, mình có chịu học không? Mình chịu học thì nhất cái gì của thầy mình cũng học. Hồi nhỏ có qua theo hầu quý thầy, thấy quý thầy đứng đắp y, Pháp Hòa nhìn cách đắp y. Thấy quý thầy xếp y, Pháp Hòa học xếp y trong đầu của mình. Quý thầy đi cúng đám tang, đứng kế bên nghe cúng. Khi Pháp Hòa thọ sa di, đi xuất gia thọ giới, có một vị thầy ngoắt lại: con biết đắp y chưa? Dạ con biết rồi. Xuất gia mới có 2 ngày được cử đi làm chủ đám tang. Pháp Hòa vô, Pháp Hòa làm được hết. Tại sao? Tại vì khi mình còn là một chú tiểu, quý thầy làm, mình để tâm mình học. Cho nên người muốn học nhiều lúc không nhất thiết người ta trực tiếp ta dạy mình, ta dạy qua cái gián tiếp mình vẫn học được. Đó, quý vị thấy thầy trụ trì đây cắm hoa rất đẹp. Mình muốn học, mình đến mình nhìn mình ngó. Thậm chí quý vị muốn biết rút cây bông lên có thể cắt làm sao. Người muốn học không bao giờ không có chuyện để học. Cái quan trọng là có muốn học không. Cho nên trên cuộc đời này, mở mắt ra là có chuyện để học, tối về vẫn có chuyện để học. Thành thử ra cái dạng người thứ hai là người muốn học đạo sống trong đời. Người không muốn học đạo vẫn sống trong đời, chứ có ai giao đâu. Nhưng mà sống trong đời mà không hiểu biết, không học hỏi thì thử thời người này sống làm sao, và mình sẽ làm sao để sống với họ. Họ sống làm sao với mình mà mình phải dẫn thần công của mình để sống sao với các vị này đây. Còn người muốn vẫn có học nhưng mà sống trong đời đỡ lắm. Hạng người thứ ba, người đã học đạo và đã hiểu đạo. Ở trên là không muốn học, muốn học và đã học. Thì người đã học vẫn sống trong đời, phải không? Nhưng mà mình sống với người này sao? Hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm, tại vì người ta đã học, đã hiểu, người ta đã về, người ta đã tới. Còn cho nên á, chúng ta có 3 hạng người.
không muốn học, muốn học và đã học. Ba dạng người này vẫn sống trong cuộc đời này hết. Chúng ta vẫn phải đối diện, phải gặp hết. Nhưng mà ba tâm trạng khác nhau. Mình đến với người không học, mình khổ cỡ nào? Mình đến với người học thì mình như thế nào? Và người đã học, thí dụ cái người mà đã học á, mình đến với cái người mà đã trải qua cuộc đời khổ đau, kinh nghiệm á, người ta biết thông cảm, biết tha thứ. Cũng giống như mình đối với người lớn á, các bậc ở trên mình á, tha thứ mình dễ lắm. Nhưng mà ngang bằng với mình á thì hơi khó, phải không? Nhiều khi ngang cơ với nhau, nói đâu có nghe, đâu có nghe. Cho nên thường ở trong chùa sống á, tất cả các thầy cỡ ngang hàng với nhau, nhưng trên đó phải có một vị lớn. Chi vậy? Vì cái người lớn đó làm cái điểm tựa, làm cái biểu quyết, làm cái sự quyết định. Tại ngang với nhau nói, nhiều khi chúng ta không nghe nhau, nhưng mà muốn chuyện gì thì lên gặp vị lớn đó, vị đó phán xuống thì tất cả ở dưới phải lắng nghe. Cho nên á, trụ trì có thể ngang hàng với chúng, tại vì huynh đệ với nhau. Nhưng mà sư huynh lớn thì có thể được cử lên làm trụ trì. Nhưng mà trên trụ trì phải có viện chủ, phải có một vị viện chủ là một thầy lớn. Cho nên vị nào trụ ra trụ trì trẻ quá, phải đi tìm một vị lớn hơn để cầu y chỉ, cầu sự y chỉ để chi? Vị đó làm cố vấn cho mình. Việc gì lớn nhỏ mình thỉnh cái vị lớn hơn chứng minh cho mình. Vị đó không làm, nhưng mà nhìn xuống để góp ý. Và bất cứ ai nhìn lên thấy có thứ lớn, ở trên có một vị viện chủ, có một vị lãnh đạo tinh thần, tuổi đời cao, tuổi đạo cao, kinh nghiệm nhiều, thì các vị đó tin tưởng cái người trẻ này làm việc. Cũng giống như Pháp Hòa, mặc dù bây giờ tất cả công việc Pháp Hòa làm, nhưng mà trên mình có thầy mình, có hòa thượng viện chủ, mình vẫn yên tâm hơn. Việc lớn việc nhỏ gì mình làm mà không có cái xử sự trong cuộc sống hàng ngày trong chùa thôi, nhưng cái gì quyết định quan trọng thì thỉnh thầy lớn chứng minh, để các ngài hoan hỷ cái Phật sự của mình, đồng thời có một người lãnh đạo cố vấn cho mình. Cho nên chúng ta là những người, Đức Phật là người đã học và trở được cuộc sống này, mình ví dụ vậy đó. Còn các bậc cao đức là những người đang học và sẽ hướng dẫn lại chúng ta. Còn chúng ta là những người muốn cầu học, chứ không phải là những người không muốn cầu học. Cho nên làm gì làm trong cuộc sống này, hễ chúng ta muốn việc gì thành phải học cái đó. Muốn làm một Phật tử chân chánh phải học chánh pháp. Muốn người làm một người Phật tử hiểu biết đúng đắn phải học chánh pháp. Vì trong cuộc đời này có rất nhiều đường, có những đường sẽ đưa mình đi tới hệ lụy khổ đau, có những con đường sẽ đưa đến chỗ bế tắc. Cho nên nhớ phải tìm một con đường thông suốt cho mình. Có ai mà lái xe mà tìm ổ gà, ổ vịt để lái đâu. Có ai mà lái xe mà tìm hầm hố để nhào vô đâu. Lái xe lách, thấy cái lỗ lách một chút, lách một chút. Ban đêm mà đi ra đường là phải dòm xuống đường. Để chi? Để biết chắc rằng con đường này nó bằng phẳng để đi, không có sụp chân, không có té. Chỉ cần bước xuống cầu thang mà chúng ta lỡ hụt chân thôi, có thể trật gân, có thể té. Hôm rồi có quà đi đám tang của một chú, ông ở nhà con mình bưng cái tủ, bưng cái tủ xuống basement, chỉ hụt cái chân thôi đó. Hụt cái chân thôi, không thấy đường, hụt cái chân, lao người xuống chết tại chỗ đó. Thì thưa đại chúng là chỉ cần không thấy đường thôi, hụt có hai nấc thang thôi, cũng đi tới cái chỗ tử vong. Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy thôi. Nhiều khi chúng ta chỉ lỡ một chút thì nó đi rất là xa. Cho nên Ngài Huyền Giác ở trong Chứng Đạo Ca, Ngài cũng dặn mình như vậy đó, không? Sai chi hào, chỉ mình sai một cái hào ly là thất thiên lý. Sai một cái tơ tóc thôi cũng đã xa ngàn dặm rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta dùng cái chữ đạo để gọi đạo Phật. Vậy đạo này là gì? Là con đường tỉnh thức giác ngộ. Mình không muốn tìm một con đường tối tăm, khổ lụy. Vậy thì trong lúc giây phút này chúng ta hiểu đạo là gì? Là con đường dẫn đến hạnh phúc, an vui, gọi là đạo Phật.
Vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Phật là tỉnh thức, mà đạo Phật là đạo tỉnh thức. Sống không có mê, ăn cũng phải tỉnh thức, ăn cái gì không mang tới bệnh tật, sử dụng cái gì phải tỉnh thức, sử dụng cái đó không mang đến khổ đau cho mình và cho người. Nói năng phải tỉnh thức, lời nói đó phải mang hạnh phúc đến cho người nghe. Vì mình nói mình muốn người ta nghe, tại sao không lựa lời nói để người ta nghe ngay từ đầu? Có nhiều khi nói xong cái đấy lì quá, nói không nghe. Mình hãy nhìn cái cách nói của mình lúc đầu, nói có dễ thương không? Mà nội mình nản câu đó thôi, người ta cũng mất cảm tình, người ta không nghe luôn. Cho nên á, mình muốn người ta nghe thì phải học cách nói để mình khỏi mất công. Cũng giống như muốn người ta đừng có làm sai, phải chỉ kỹ từ đầu. Chỉ sơ sài quá ta làm trật, rồi lúc đó la người ta. Thành thử ra có mình mà cũng có ta, có người mà cũng có ta. Tại vì khi mình trách người không à, mà mình quên trách mình. Vì vậy cụ Nguyễn Du mới dặn mình á, không, đừng có trách trời gần trời xa nữa, không, mà phải hiểu rằng có người mà cũng có ta. Việc gì nó sai không phải chỉ người không, mà có mình trong đó nữa. Mà việc gì mà nó đúng nó hay cũng không phải có người không, cũng có mình trong đó. Thí dụ như tấm vải vàng này nó rất đẹp, nhưng nếu mình không có người trải nó lên đây thì nó cũng không thể hiện được cái đẹp của nó. Hoa nó rất đẹp nhưng không ai biết cắm nó, không biết ai trang trí nó, thì bản thân nó chỉ đẹp nhưng mà nó chưa đẹp trọn vẹn cái bản thân của nó. Quý vị hiểu rồi, nói vậy. Thức ăn có ngon mà gặp người không biết nấu thì nó cũng không thật ngon, vì mình không biết nấu. Lời nói có hay mà mình không biết sử dụng thì lời nói đó cũng không hay. Cái điều chúng ta muốn nói nó rất tốt, nhưng mà chúng ta không biết cách nói, người ta sẽ từ chối nó liền. Cho nên trong cuộc đời này, điều muốn nói không quan trọng bằng cách nói. Cách nói rất quan trọng để thể hiện cái điều chúng ta muốn nói. Việc chúng ta muốn làm tốt, nhưng mà thể hiện cách đúng, làm đúng lúc, đúng người, đúng việc, để sự việc nó tốt hơn. Cho nên tất cả các pháp, pháp nào cũng đẹp cả. Quan trọng là chúng ta biết đưa các pháp đó đến cái chỗ cao đẹp của nó không. Đường nào cũng để đi, nhưng đi lúc nào và đi như thế nào để không hư đường. Học cái gì cũng là học, nhưng có những cái học làm cho mình tối tăm mê mờ, và những cái học làm cho chúng ta trong sáng. Vì vậy trong luật Sa Di cũng dạy, người chưa có tỏ đạo, nghĩa là đạo lực chưa thâm, thì không được học những sách vở khác. Không phải là những sách đó dở, nhưng mình chưa có thấm nhập được cái của mình thì không nên học những cái khác, nó làm chi phối. Giống như một đứa nhỏ đang học mới lớp 2 mà bây giờ tìm mấy cái sách của đại học học đâu cần thiết. Nó mới lớp 2, hãy nên đầu tư những gì thuộc lớp 2 để nó vững chắc cái lớp 2, rồi nó lên lớp 3 nó không khó khăn. Cũng như chúng ta ngày nay học đạo, học những điều rất cơ bản trước để không có bị lệch lạc. Trong kinh Bách Vụ kể, có một ông đó, ông tới, ông thấy người ta xây nhà 3 tầng. Ông thích cái tầng thứ 3. Ông kêu thợ tới, nói tôi muốn cất nhà mà cất tầng thứ 3 thôi. Người thợ cười từ chối. Ông giận. Ông nói ông muốn cất tầng thứ 3 mà ông không cho tôi cất hai cái tầng ở dưới, làm sao nó có cái nền tảng mà xây cái tầng thứ 3. Mà cứ cãi với người ta, nói tôi có tiền, anh muốn bao nhiêu tôi cũng trả hết, mà tôi không thích hai tầng dưới. Ông kia nói giờ ông trả tôi bạc tỷ tỷ đi nữa tôi cũng không làm được. Impossible. Mặc dù tôi muốn làm nhưng mà làm không được, vì nó không có nền tảng, không có cái foundation, làm sao tôi cất tầng thứ 3. Đức Phật kết luận trong câu chuyện cũng như thế. Nếu chúng ta là một người học đạo, một người Phật tử, mà cái nền tảng chúng ta chưa có, thì làm sao chúng ta với được cái ở trên cao kia. Cho nên trước khi nói Bát Nhã Niết Bàn thì chúng ta học những cái điều cơ bản nhất, đó là năm giới mà chúng ta cần thọ. Đó là những điều cơ bản như tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, như lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Hãy xây dựng cho mình một cái nền tảng giáo lý căn bản trước. Hay nói cách khác, muốn làm ăn
thì chúng ta phải, bất cứ một cái ngành nghề nào, hãy biết về ngành nghề đó trước khi chúng ta bắt tay vào việc. Mở nhà hàng mà không biết gì về món ăn hết thì từ lỗ cho tới lỗ thôi. Nội nhân viên mà họ làm khó mình không cũng đủ đóng tiệm rồi, chứ nói chưa nói tới việc khác. Mình muốn tu tập mà không biết cách thì chúng ta càng tu càng khổ và càng mê, vì chúng ta tu mà không học. Cho nên ở mấy trường Phật học hay để câu tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đại sách. Hôm nay nhân ngày Phật đản có quà được trở về thăm chùa Chánh Tâm sau bao nhiêu năm tháng, trở về đây thấy ngôi chùa vẫn còn đó, cổng tam quan ngày trước Pháp Hòa thấy vẫn còn đây, vườn lâm tỳ ni vẫn đẹp như ngày nào, thì hy vọng rằng tất cả những tâm tư học đạo, những niềm vui của các vị vẫn còn đó để chúng ta tiếp tục trên lộ trình tu học và sống đạo của mình. Chúc đại chúng an lạc trong mùa Phật đản.